Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái cuốn sách rất là hay. Mà cái cuốn sách này là nó siêu dễ đọc, nó rất là dễ đọc. Và cái cuốn sách này là một cuốn sách mà thực sự là một trong cuốn sách góp phần cho việc thay đổi sự nghiệp để mà đến ngày hôm nay với các anh chị. Trước đây em cũng đã từng học ở Đà Nẵng, và Đà Nẵng học ở Bách khoa Đà Nẵng. Và Đà Nẵng cũng là nơi mà nó cũng kích khởi cho những cái hạt giống ngủ ngầm. Đó là những hạt giống của việc làm thiện nguyện và cống hiến cộng đồng. Ở Đà Nẵng nó có một cái trường tên là trường Tương Lai ở Cẩm Lệ. Nó rất là đông học viên. Thì cái trường đó chuyên cho các học sinh khuyết tật, học sinh bị thiểu năng, học sinh bị có vấn đề về về sức khỏe, về tinh thần. Và đương nhiên trong đó có rất là nhiều được trẻ em tự kỷ. Số lượng trẻ em tự kỷ trong cái trường đó là rất nhiều. Và trước đây em đã từng đi dạy nhiều năm ở đó. Nói là đi dạy, thực chất đó là không có dạy về kiến thức này kia cho các bạn đó, cho các bạn nhỏ, mà cái dạy nhiều nhất đấy đó chính là dạy về niềm tin, dạy về những cái niềm tin trong cuộc sống, những cái động lực trong cuộc sống, rồi dạy những cái điều cơ bản để khiến các bạn có thể hòa nhập cộng đồng, để khiến các bạn có thể quay trở về nhà mà vẫn tự tin. Ví dụ như là dạy cho các bạn làm những thứ ở trong nhà, làm những công việc nhà đơn giản, tự tự lập cho chính mình, rồi dạy cho các bạn gấp giấy, chơi thể thao, vân vân, văn nghệ. Tức là những cái điều bình thường như vậy để, một là mang lại cho người ta niềm vui, thứ hai là để cho người ta tự lập và cũng có thể là phát triển phần nào đó liên quan đến phần hiểu biết. Thì chính cái điều đó, nó thông qua cái trải nghiệm như vậy á, mình đã nhìn thấy được rằng là rất là nhiều người trên thế giới vốn dĩ không có may mắn, và càng lớn lên không phải không không chỉ là không may mắn về ngoại hình này kia đâu, mà càng lớn lên mình cảm thấy rằng là họ càng những cái, ngay cả những người bình thường cũng không may mắn. Và con người của chúng ta nó có những không may mắn, dù là người rất giàu hay là người rất giỏi. Thì chúng ta ngày hôm nay sẽ giải mã cho cái điều, dù là một tổng thống, một tỷ phú, một người có đầy quyền lực, thì chúng ta đều không may mắn. Và nó không may mắn ở đâu, chỉ có cổ nhân mới nhìn ra được rằng ấy, chỉ có những bậc vĩ nhân, những bậc cổ nhân ấy, mới nhìn ra các vị này không may mắn ở đâu, để từ đó chúng ta điều chỉnh, chúng ta sửa đổi. Và đây là một cái nhìn cực kỳ sắc bén và vượt thoát, cực kỳ sắc bén và vượt thoát, nhưng nó mang đến hạnh phúc và bình an một cách vững chãi, chắc chắn. Và nó mang đến cho chúng ta một cái hiệu quả ở trong cuộc sống, mang đến hạnh phúc bình an, mang đến hiệu quả, mang đến cái việc tròn đầy trong các mối quan hệ, mà chắc chắn anh chị sẽ kinh ngạc vì vì những điều này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì trước đây ấy, em là một người học, có thể gọi được rằng là học rất là nhiều của phương Tây. Em làm cho một doanh nghiệp nước ngoài của Nhật Bản, và cũng được tiếp xúc với rất nhiều những cái con người ở trên thế giới, ở những cái trụ sở ở trên thế giới khác. Thì em mới cảm thấy được rằng là dẫu có làm ở đâu đi chăng nữa, người ta vẫn có những cái điểm mà hạn chế và tự mình trói buộc. Chúng ta sẽ cùng xem thử được rằng là đó là gì nhá. Ok, giới thiệu một chút với các anh chị chưa biết, em là Trần Bao Dung, đang là admin của dự án Chánh Kiến Học Hữu Hạnh và Đền Trí Sáng Nhân Sự Sẽ Thừa. Trong đó có module Đền Trí Sáng Suốt. Em cũng chia sẻ cho những năm qua ở trong lớp học thôi ấy, thì khoảng cỡ hơn 6.000 học viên. Còn những buổi chia sẻ trong cộng đồng ấy, thì rất nhiều, rất nhiều. Tất cả những khóa học ở BKGNH thì hầu hết em có tham gia biên soạn, điều chỉnh Kaizen. Hầu hết các khóa học ở BKGNH. Và hiện tại cũng nằm trong việc điều hành của Viện Đào tạo Bách Khoa hiện tại. Rồi, đầu tiên là cái tâm thế trong cái buổi ngày hôm nay. Rất là mong các anh chị sẽ cùng nhau. Buổi hôm nay là một buổi trao đổi. Một buổi trao đổi có nghĩa là thế nào? Tức là chúng ta đến đây
Y như kiểu rằng là chúng ta cùng ngồi, cùng thay vì là các anh chị phải đọc sách, các anh chị xem video, thì ở đây chúng ta ngồi nghe và chúng ta cũng cũng tương tác trở lại, cũng như là có rất là nhiều những cái phần chia sẻ của em ấy, tất cả, hầu hết tất cả là nó dành cho các anh chị, nó dành cho một cách hoàn toàn chứ không phải là truyền truyền đi cái thông điệp từ phía em đến với các anh chị. Cái cách em hướng tới đó là giúp cho mọi người tự nhận ra ở nơi chính mình, tức là giúp cho mình đánh thức đi những cái gì mà những cái hiểu biết sâu sắc ở nơi chính mình. Bởi vì khi chúng ta đánh thức điều đó thì tự nhiên chúng ta mới thay đổi cuộc đời được. Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ trọn vẹn một cách hoàn toàn. Nên bây giờ ấy, các anh chị nào có thể bật video ấy, xin mời các anh chị bật video nhá. Đây có rất là nhiều anh chị bật video rồi này, thì các anh chị khác còn lại ấy, chúng ta cố gắng bật video nhá. Bởi vì bật màn hình ấy, bật video ấy, đó là một trong những cái mà để chúng ta có một cái buổi rất là trọn vẹn. Bởi vì nó cũng kéo dài trong vòng vài chục phút thôi, sau đó nó kết thúc rồi mà chúng ta lại không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Nên đó lý do ấy, một lần trọn vẹn. Còn còn sau này á, các anh chị có sẽ có những giây phút khác các anh chị tập trung cho những điều khác. Đó. Cái thứ hai đó là chúng ta chia sẻ một cách rất chân thành, tương tác một cách rất là chân thành. Chính cái việc mà chúng ta trọn vẹn trong những cái buổi này này, cái bài học nó không đến từ lời chia sẻ của em, mà nó đến từ cái việc là các anh chị tự chiêm nghiệm thông qua phần chia sẻ này. Và khi đó các anh chị sẽ thay đổi rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều những cái điều đã trôi qua, nhưng cái điều quan trọng nhất là nó phải được tái hiện ở trong tâm của chúng ta một lần nữa, thì đó nó mới trở thành cái chuyện của mình. Và đây cũng là chính là cái mà khiến cho em hầu hết là sẽ tự học rất nhiều trong cái khoảng thời gian nhiều năm trước đây của cuộc đời. Thì ai làm được điều này ấy, thì các anh chị sẽ thấy được rằng mọi cánh cửa nó dần nó mở ra. Và cái thứ hai đó, cái cuối cùng là chúng ta luôn hướng về điều đúng tốt, điều đúng đắn và điều tốt đẹp. Tốt ở đây có nghĩa là có đạo đức đấy, nó tốt cho người, cho mình, cho tất cả, và điều đúng đắn. Rồi thì ngày hôm nay chúng ta đầu tiên ấy, chúng ta sẽ đến với một cái cuốn sách tên là Cổ Học Tinh Hoa. Trước đây có rất là nhiều, ngày hôm nay có rất là nhiều người quan niệm đó là thời hiện đại rồi thì ai mà đi học, đi đọc cổ đọc cổ học nữa. Nhưng mà các anh chị sẽ thấy được rằng là nếu nếu ngày hôm nay mà chúng ta không đọc cổ học thì câu hỏi đặt ra theo anh chị ấy là con người tuy đã có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái hành động mới dựa trên hoàn cảnh mới, bối cảnh của xã hội ấy, nhưng theo chị bản chất con người nó có điểm chung từ cổ đại cho tới hiện đại không? Các anh chị có điểm chung của con người từ cổ đại cho tới hiện đại có không anh chị? Từ bản chất ấy. Đó. Vài ngàn năm trước, một vị vua vẫn tham lam như bình thường, vẫn muốn có nhiều phi tần cung nữ. Thì ngày hôm nay, một người có nhiều tiền, thậm chí một người chưa có nhiều tiền đi chăng nữa, người ta vẫn muốn có bồ, dẫu đã có vợ. Người ta vẫn muốn có thêm bồ dù đã có chồng. Người ta vẫn muốn có thêm nhiều người yêu dù người ta đã có một mối quan hệ rồi. Sao anh chị ẩn chìm bên dưới đó giống nhau không? Rồi những cái hiện tượng đời sống của ngày hôm nay nghĩ được rằng ấy, là chúng ta nghĩ được rằng là chắc ngày hôm nay nó chỉ có trong thời này thôi, đó là văn hóa thần tượng, nghĩ ngày hôm nay mới có thôi. Trước đây ấy, thì họ đúng là văn hóa thần tượng gốc luôn đó, có nghĩa là họ tôn sùng những cái vị ấy mà được tạc tượng ấy, mà không cần biết đúng sai, tức là miễn là có vị đó là tôi thờ thôi. Văn hóa thờ cúng nó đã có hàng ngàn năm rồi, và câu hỏi đặt ra cái thờ cúng đó tại sao chúng ta tin vào điều đó mà chúng ta lại không thay đổi chính mình. Ví dụ như mọi người thấy được rằng ấy, rất là nhiều người thờ thần tài đúng không? Mọi người có biết ông thần tài có phẩm chất gì không? Mọi người có biết ông thần tài có làm gì không? Hay chỉ biết ông rất giàu thôi? Mà rất là nhiều người thờ thần tài. Mọi người có biết là ông thần tài là lao động như thế nào không? Hành xử như thế nào trong cuộc đời không? Câu hỏi đặt ra nếu không biết ấy, thì rõ ràng đó là mê tín. Bởi vì chúng ta không hiểu nó. Câu hỏi đặt ra không hiểu á. Theo anh chị ấy, nếu mà chúng ta không hiểu thần tài đã gieo nhân gì, chúng ta không hiểu thần tài đã làm gì, thì chúng ta theo anh chị là chúng ta
cái niềm tin của chúng ta với thần tài là hướng về quả hay hướng về nhân các anh chị? Cái niềm tin của chúng ta với thần tài là nó hướng về quả là giàu có, hay hướng về nhân là mong muốn gieo những điều đúng đắn để cuối cùng là có quả tới? Mà hướng về quả thì chắc chắn rồi các anh chị, mọi thứ nó là nhân duyên hội tụ mà, làm sao mà có quả được. Nên đó lý do mà tại sao rất là nhiều người thờ thần tài nhưng mà chả mấy ai giàu á, các anh chị thấy không? Đó, cái giàu có nó không đến từ đó, cái giàu có nó không đến từ đó. Đó, rồi chúng ta sống 100 năm kiếp người thôi thì liệu có đủ để trải nghiệm hết những cái bài học cần thiết không? Lý do tại sao phải hỏi câu này, bởi vì chúng ta trải nghiệm khuyết thiếu trong cuộc đời. Ngày hôm nay các anh chị sinh ra là một người nữ thì các anh chị có trải nghiệm của một người nam được không? Các anh chị sinh ra là một người nam á, các anh chị có trải nghiệm của một người nữ được không? Nên nói lý do mà tại sao á, các anh chị đã từng có câu hỏi, đó là tôi đã không thể hiểu người khác phái một cách rõ nét. Xin mời comment số 3. Các anh chị nào đã từng có cảm giác là tôi không hiểu cái đối phương, tôi không hiểu cái giới bên kia, tại sao nó người ta như vậy nhỉ? Bởi vì chúng ta không có trải nghiệm về họ, chúng ta không có đúc kết được, chúng ta không có nhìn nhận. Mà hiểu người khác là một điều rất là quan trọng. Ai hiểu người khác thì mới có thể thương được người khác, ai hiểu người khác thì mới có thể chấp nhận làm việc chung với người khác, sống chung với người khác. Bởi vì nếu không hiểu, chúng ta sẽ luôn bất ngờ, và không may thay, cái bất ngờ này nó khiến chúng ta đau khổ. Không may thay là cái bất ngờ nó khiến chúng ta đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chấp nhận không nổi. Chúng ta chấp nhận không nổi. Nên đó lý do tại sao mà chúng ta cần có những trải nghiệm khác, ở những vai trò, những trách nhiệm khác. Các anh chị sẽ biết, một người đứng đầu một đất nước, một người là một vị quan, một người là một vị tướng, thì nó giống như ngày hôm nay quản lý lãnh đạo trong doanh nghiệp thôi. Và theo anh chị ấy, cái sự phát triển ngày hôm nay của con người xã hội hiện đại, nó có kế thừa nền tảng nào từ cổ nhân không? Cha ông để lại không? Ngày hôm nay chúng ta phát triển như thế này đây, mà theo anh chị ấy, nó có kế thừa từ cha ông không anh chị? Nó dẫu anh chị có phát triển lên như thế nào ấy, nó có đang kế thừa từ quá khứ không? Các anh chị liệu anh chị đang học một cái thứ gì đó chẳng hạn ấy, nó có đang đơn giản rằng ấy, nó đang được để lại không? Thực chất ấy, nó được để lại một tiến trình rồi, người ta cai gen cải tiến cho đến bây giờ cho nó phù hợp với thời hiện đại thôi. Nên đó lý do mà tại sao của học tiến hóa nó giá trị là vì vậy. Cuốn sách này nó có gì đáng giá? Nó đã có 100 năm tồn tại ở Việt Nam rồi, giữa nhiều những thăng trầm của lịch sử nó vẫn còn nguyên giá trị. Ngày hôm nay nhá, những cuốn sách mà chúng ta nghĩ nó rất hay, ví dụ như Đắc Nhân Tâm ấy, thì nó vẫn chưa có mặt ở Việt Nam ở 100 năm. Rất là nhiều cuốn sách chúng ta đang đọc ấy, nó vẫn chưa tồn tại được 100 năm ở Việt Nam. Tức là nó chưa tồn tại nhóm này, năm 1923 đúng không? Nó tồn tại vào đầu những năm và đầu vượt thế kỷ 20, cách đây gần 100 năm cơ, thì có chuyên hoa đã ra đời rồi, đã được sang Việt Nam ấy, đã được biên soạn ở Việt Nam, và nó trong đó nó có 250 câu chuyện cực kỳ ngắn gọn, đơn giản, sâu sắc về mọi thành phần, tầng lớp, có cả người và tự nhiên. Và nó cũng được có 3.000 có nghĩa là đây là những bài học mà nó được về đạo đức, về đối nhân xử thế là cách đây 3.000 năm rồi. 3.000 năm các anh chị. Và đó lý do, đó là minh chứng cho sự trường tồn đấy. Minh chứng cho sự trường tồn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay nó chỉ có hai cái minh họa. Và hai cái minh họa nó rất là quan trọng. Đầu tiên là chúng ta sẽ bước vào xem thử được rằng trong 250 câu chuyện này nó có cái gì. Em chọn đại hai câu chuyện thôi nhé, nhưng mà nó rất là đặc biệt. Đây là cái câu chuyện nó có tên là Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Các anh chị cùng đọc nhé. Bởi vì trong cái buổi này là các anh chị tự học á. Thì nếu anh chị làm được điều này thì các anh chị sẽ tự nhiên thay đổi, và anh chị sẽ trở thành một cái người rất là khác. Chúng ta sẽ tự chuyển hóa cái cuộc đời của chính mình. Trước vua nước Vệ, y rất là yêu Di Tử Hà,
cái phép nước vẽ ai trộm xe đi của vua thì phải tội trặc chân. Mẹ của Di Tử Hà đau nặng, đêm khuya có người đến gọi. Di Tử Hà vội vàng lấy xe. Vua ra đi, vua nghe thấy khen rằng có hiếu thật. Vì hết lòng với mẹ mà quên cả tội trặc chân. Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở bên ngoài. Đang ăn, quả đào ngọt còn một nửa thì cho vua ăn. Vua nói, yêu ta thật. Của đang ngon mà biết để nhường ta. Về sau, vua không có lòng yêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm phạm lỗi, vua giận nói rằng Di Tử Hà dám chức thiện tiện lấy xe của ta đi. Lại một hôm bận cho ta ăn quả đào thừa, thực là mang tội với ta đã nhiều ngày. Xong bắt đem đi trị tội, ta bản để đem đi bỏ tù rồi lăng trì các anh chị. Các anh chị thấy câu chuyện này rất là hay diễn ra trong đời sống không? Nên rất là nhiều người mang theo những cái ảo mộng của tình cảm không? Nên nó mới sinh ra cái việc là vỡ mộng đấy. Sau tuần trăng mật là mọi thứ bắt đầu nó không còn như trước nữa. Nhưng mà theo anh chị ấy, cái việc này ấy, cái tiến trình của cái việc yêu xong không yêu nữa, tiến trình này có bình thường không anh chị? Cái tiến trình này có tự nhiên không? Theo anh chị cái tiến trình này có tự nhiên không? Đó, anh chị tự nhìn chính mình đây. Các anh chị thấy ấy, cái tiến trình này có tự nhiên không anh chị? Nó có diễn ra tự nhiên ở ngay trên chính mình á. Ví dụ như các anh chị thích một món gì đó, các anh chị không thích nữa. Đó, các anh chị thích thoải mái, các anh chị không thích nữa. Các anh chị ngồi một lúc thấy nó rất là dễ chịu nhưng rồi chúng ta không thích nữa. Đó. Tức là đây là một cái tiến trình rất là tự nhiên ở trên do cái ý muốn của chúng ta nó luôn luôn được diễn tiến. Nhưng cái điều này á, nhưng mà mấy ai đủ tĩnh lặng và sáng suốt để nhận ra được rằng là trong yêu thì có ghét, mà trong ghét á, thì có yêu. Tức là ngày hôm nay theo anh chị ấy, một người thích bình an á, người ta có ghét sự náo động không anh chị? Vì sao chúng ta thích sự bình an? Bởi vì chúng ta đã thấy được rằng là cái sự náo động của cuộc đời ấy, cái sự ồn ào ấy, cái sự lo lắng ấy, cái sự vọng động ở trong tâm ấy, nó khiến chúng ta mệt mỏi. Anh chị nào đã từng có cảm giác này thì xin mời comment số 1. Tức là khi chúng ta muốn bình an, sau một khoảng thời gian mệt mỏi, sau một khoảng thời gian rất là vọng động, sau một khoảng thời gian mà chúng ta cảm thấy cái đời sống này nó căng thẳng quá, thì chúng ta bắt đầu muốn hướng tới bình an, thích bình an. Và âm thầm bên dưới gì đó, chúng ta có bắt đầu không thích một chút. Còn rất là nhiều người không thích luôn. Ví dụ như là có những cái sự đối nghịch nó rất là đơn giản luôn. Ví dụ như là ngày hôm nay các chị mà muốn ăn mặn á, ví dụ như những người ở miền Trung á, những người muốn ăn mặn á, thì theo anh chị ra Hà Nội á, các chị ngay lập tức thấy những cái đồ nó rất là thanh liền. Và đôi khi các chị sẽ cảm thấy rằng là mình muốn thêm nước chấm. Tức là những người muốn ăn mặn thì tự nhiên không thích những thứ nó nhạt. Những người thích ăn ngọt cũng không thích những thứ nó nhạt. Ngày hôm nay các anh chị nào phải dùng nước chấm ở trong bữa ăn của gia đình của mình, xin mời comment số 2. Tức là đồ ăn bình thường có rồi, nhưng chúng ta cũng muốn thêm một chén nước chấm. Xin mời comment số 2. Đó. Tức là chúng ta nói nó ngon đúng không? Thì đôi khi, nhưng mà với người khác đôi khi nó không ngon. Còn những người khác đôi khi chấm thêm nước mắm nó không ngon. Tức là người ta không cần cái vị mặn đó, bởi vì người ta không thích cái vị mặn đó, nhưng chúng ta thích. Ngược lại trong ghét nó cũng xảy ra chiều ngược lại. Ví dụ như bây giờ ấy, các anh chị là người kỷ luật ấy. Theo anh chị, các anh chị có ghét sự hời hợt không? Các anh chị có ghét sự thiếu kỷ luật không anh chị? Chúng ta có khuynh hướng là không thích những người thiếu kỷ luật không? Đó. Các anh chị là một người đúng giờ thì các anh chị có thấy được rằng ấy, những người trễ giờ ấy, sẽ dễ khiến cho mình cáu không? Là bởi vì sao? Bởi vì ấy, nó đã dựng nên từ cái điểm này, nó đã dựng nên những cái niềm tin, những cái quan điểm ở bên trong rồi. Và rất tiếc, tất cả những cái này nó mang tính, nó chỉ ở một phía thôi.
Bởi vì cuộc đời này nó ở hai mặt như vậy. Theo anh chị ấy, một người mà người ta chậm, người ta các anh chị rất nhanh. Nhanh nó có điểm mạnh của nhanh, mà theo anh chị chậm á nó có điểm mạnh của chậm không anh chị? Ví dụ như các anh chị nhanh, các anh chị xử lý này cái công việc này kia rất nhanh, vân vân. Nhưng theo anh chị những người chậm có điểm mạnh của người chậm không? Theo anh chị điểm mạnh của người chậm là gì? Điểm mạnh của người chậm. Nè, em đã từng làm việc với rất nhiều người chậm ấy, họ rất là chắc chắn là đó như chị An Hương chia sẻ, họ rất là kỹ lưỡng. Có những người chậm họ rất là kỹ lưỡng, đúng rồi, họ dễ giữ bình tĩnh như anh Bình chia sẻ. Và có rất là nhiều người chậm ấy, là họ là một người rất là sâu sắc anh chị. Các anh chị có thấy vậy không? Có rất là nhiều người chậm ấy, nhưng mà họ rất là sâu sắc. Họ sâu sắc lắm, họ là một người có cái đời sống nội tâm nó rất là đặc biệt. Đó, cẩn thận nữa, đúng rồi. Nên đó lý do mà khi mà chúng ta thích một thứ ấy, là chúng ta chỉ nhìn thấy cái điểm tốt của thứ đó thôi. Và ngược lại khi chúng ta ghét ấy, chúng ta cũng nhìn thấy cái điểm hại của cái đó thôi. Mà trong khi ấy, mọi thứ nó đều có hai mặt hết. Chúng ta luôn nói mọi thứ nó có hai mặt, nhưng mà yêu ghét ấy, nó làm đánh mất đi cái mặt còn lại. Và đây là một điều ấy, cực kỳ khuyết thiếu. Bởi vì nó khiến chúng ta này ra quyết định sai lầm. Ví dụ như là một người ấy thích điện thoại thế hệ mới, các anh chị chỉ nhìn thấy những tính năng đẹp của nó thôi, nhưng mà câu hỏi đặt ra có bao nhiêu người cân nhắc là mình dùng hết tất cả những tính năng này, có bao nhiêu người cân nhắc ấy, là cái này nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của mình. Ví dụ như nó tiêu tốn cho mình hơn một tháng lương. Nên các chị đã thấy được rằng ấy, ngày hôm nay ấy, có rất là nhiều người ấy, cứ điện thoại mới là đổi không. Mà theo anh chị ấy, là trong đó có những người điện thoại chưa hư đã đổi không. Đó, nếu anh chị nhìn thấy những người điện thoại chưa hư đã đổi, xin mời comment số 4. Đó, điện thoại chưa hư đã đổi rồi. Đó, tự nhiên điện thoại mới ra, tự nhiên chúng ta đổi làm gì. Đó, nó ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì chúng ta đâu có dùng hết chức năng của nó đâu. Câu hỏi đặt ra chúng ta đang thích mà chúng ta không biết cái hệ lụy đi kèm, thiếu đi một mặt. Rồi mấy ai nhận ra cái tình yêu của mình ấy, giữa người với người ấy, nó đầy ích kỷ và đầy điều kiện để hướng về vị tha và vô điều kiện. Bởi vì theo anh chị ấy, khi mà chúng ta đã yêu một thứ mà theo anh chị ở bên phía đối phương ấy, nó có tồn tại cái đặc điểm nào mà khiến chúng ta yêu họ? Hay chúng ta đang yêu họ một cách vô điều kiện? Theo anh chị ấy, là cái tình thương của chúng ta, cái tình yêu của chúng ta bình thường là nó vô điều kiện hay là nó có nhiều điều kiện? Đó, anh chị tự soi chiếu chính mình đấy. Bây giờ em chỉ cần lấy một điều kiện đơn giản như thế này này, đó là ngày mai người đó có một ngày trái tính trái nết, tức là có một ngày mà họ không có cư xử như bình thường nữa, họ khác đi, thậm chí họ có một cái sở thích mới thôi. Ví dụ nhá, bây giờ các anh chị có gia đình như vậy đây, bây giờ có một người thân trong gia đình của anh chị mà có sở thích đó là cuối tuần người ta thích đi leo núi, mà rất nhiều tuần người ta đi leo núi. Anh chị nào cảm giác được rằng á, cái sở thích này á, tôi nếu mà người tuần nào mà người ta cũng đi leo núi vào cuối tuần á, thì tôi sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Xin mời comment số 3. Đó, người ta có một cái sở thích tốt luôn đó, tối nữa mà cửa nào người ta cũng đi leo núi đó. Người ta có thể sở thích học tập đó, một vài buổi sáng người ta vào Zoom đó. Các anh chị có thấy ở đây các anh chị nào khi vào Zoom ấy, học tập buổi sáng hoặc buổi tối đi tham gia các khóa học thì bị người thân trong gia đình của mình phàn nàn, thì xin mời comment số 9. Bị nhắc nhở, bị nói, bị này kia đó, tức là vốn dĩ là dẫu như thế nào đi chăng nữa, người ta muốn ấy, là bạn phải theo ý tôi. Dù là một cái điều tốt đi chăng nữa cũng phải là điều kiện này nó được quyết định bởi phía đối phương. Đó, ví dụ như bây giờ các anh chị ấy, họ bây giờ hỏi cái này để nói với các anh chị, để hỏi các chị nhá, để căn hiểu thêm nhá. Các chị nào đã từng mua đồ trang điểm cho nó đẹp lên, nhưng mà cái đẹp lên này nó không vừa mắt cái người đàn ông của mình, thì xin mời comment số 8, bị phàn nàn.
Thì xin mời comment số 8. Tức là ví dụ như các anh chị đẹp lên nhưng mà người ta sẽ nói là ôi, anh thấy cái này nó không hợp với em. Anh thấy cái này nó sao sao á. Đó. Hoặc là ngược lại. Các chị đã từng phàn nàn với các anh về cách ăn mặc mà dù các anh rất thích. Tức là những cái này nó đại diện cho cái gì? Dẫu là người kia thích đi chăng nữa, dẫu nó không có hại gì nhá, nhưng mà có một thứ đã bị phá vỡ, đó là cái ý của mình. Nó không như ý mình. Dẫu nó tốt đi chăng nữa luôn, dẫu nó tốt luôn. Học tập bây giờ các chị học tập đọc sách mà đôi khi người nhà các anh chị không học tập không đọc sách á, đôi khi người ta cũng sẽ sinh ra cái phản ứng. Nên đó là lý do mà ít ai mà nhận ra được điều này á, mà hướng về cái việc vị tha và bỏ xuống những điều kiện đi. Và cuối cùng á, cái yêu ghét á, nó tạo nên rất là nhiều những cái muộn phiền. Ngày hôm nay á, có một câu mà người ta hay chia sẻ mà em thấy trên mạng nó rất là đúng, đó là tim không yêu á thì tâm nó không đau. Tim có yêu nên mới có đau. Đó, anh chị comment câu này xuống nha để có nhớ nha. Tim không yêu ấy thì tâm mới không đau. Câu này ở trên mạng thôi nhưng mà nó rất là trực chỉ. Ngày hôm nay các chị thử, dẫu các chị bị mất, bị thay đổi bất cứ một thứ gì đi chăng nữa, các chị chỉ cần có một tí khởi lên cái sự thích thôi là nó đã khiến cho các chị khó chịu rồi. Ví dụ nhá, các chị cái bàn của các chị thích, hôm nay các chị làm việc các chị dọn dẹp một chút, lau chùi, sáng ngày mai nó bị lộn xộn một cái là các chị đã không thích rồi. Các chị muốn ấy, là cái đồ ở trong nhà nó phải trong cái tầm mắt của tôi, có ai đó dọn đi một cái ấy, là các chị đã không thích rồi. Chứ đừng nói là thương một người mà người đó ra đi vì người khác. Thương một người mà người đó ra đi với người khác thì cái này nó còn khủng khiếp nữa, bởi vì chúng ta thương rất nhiều những đặc điểm của người đó. Chúng ta thương một người ấy, là không những được rằng chúng ta thương một thứ của họ đâu, chúng ta thương rất nhiều thứ của họ. Chúng ta thích cái cảm giác họ được được bên cạnh họ nè, chúng ta thích nghe lời nói của họ, chúng ta thích ngắm nhìn họ, chúng ta thích phẩm chất của họ, chúng ta thích thói quen của họ, chúng ta thích rất nhiều thứ của họ. Nên đó lý do mà theo anh chị càng thích nhiều như vậy thì có nhớ và yêu nhiều không? Nó có khiến chúng ta đau nhiều không khi họ ra đi không? Đó. Nên đó lý do mà tại sao á, ngày hôm nay á, một người đã ra đi từ lâu rồi mà người kia vẫn buồn là vì vậy á. Bởi vì nó có quá nhiều điểm mình thích họ. Ngày hôm nay ấy, căn chỉ có đếm nỗi là mình thích bao nhiêu thứ ở trên với người thân trong gia đình của mình không? Với con của mình không? Cái này phải là một người có quan sát tâm ấy mới thấy rõ. Ví dụ như là có những rất là nhiều người mẹ, mình thích được cái cảm giác là nấu ăn cho con, thích được cái cảm giác ngắm nhìn con, thích được cái cảm giác ấy, là con nó kêu tiếng mẹ, vân vân. Nếu anh chị thấy được rằng mình đang có rất là nhiều những cái điểm thích ở xung quanh thì xin mời comment số 10. Đó, với những người xung quanh thôi, dẫu là một người nhưng chúng ta có rất là nhiều những cái điểm mà chúng ta chờ mong ở họ. Chúng ta muốn người đó về sớm, chúng ta muốn nhìn thấy hình ảnh của họ như thế này này, không phải là nhếch nhác, không phải là mệt mỏi. Nên đó là lý do mà chính cái việc điều này, nên khi nó mất đi, thậm chí nó thiếu vắng thôi là chúng ta đã cảm thấy nó mệt mỏi rồi. Đó. Nên đó là lý do mà phải cần có một cái nội tâm, một cái trí tuệ để thấu hiểu điều này, để mà vượt lên trên nó. Có một câu nói này các anh chị chụp hình về nhà suy ngẫm nhé. Đó là, đây là một câu nói của một cái luận sư rất là nổi tiếng ở Trung Hoa. Con người ấy, như cái đứa bé không có hiểu biết nhiều, luôn thu mình trước khổ đau, luôn rất sợ khổ đau, nhưng lại vô cùng yêu thích những nguyên nhân mang đến khổ đau. Chúng ta vô tình yêu thích những nguyên nhân mang đến khổ đau. Ví dụ như ngày hôm nay, tất cả những cái thứ mà chúng ta đang làm đây này, chúng ta chỉ cần bỏ cái ý muốn của mình vào trong đó thôi, ngay lập tức anh chị sẽ khổ đau liền. Ví dụ như anh chị trang điểm, nếu anh chị bây giờ anh chị bỏ ra 30 phút trang điểm thật là kỹ,
đến công ty, mà trời bên ngoài thì nắng, mà đến công ty cái kết quả của việc trang điểm đó nó không còn như ý các anh chị nữa. Theo anh chị á, bao nhiêu anh chị trước đây anh chị đã từng khó chịu, xin mời comment số 9 đó, anh chị đã bỏ nhiều thời gian để trang điểm nhưng mà đến công ty nắng mồ hôi này kia nó khiến cho mọi thứ nó không như mong muốn nữa. Chúng ta nấu một bữa ăn ngon nhưng mà chả ai về ăn, rất nhiều những thứ trong đó nếu không làm với một cái sự xả bỏ là chúng ta sẽ rất khổ đó. Thì cái ứng dụng ở đây ấy, đây là cái đúc kết ứng dụng của em nhá. Tất cả những cái điều mà chúng ta yêu thích này, chúng ta hài lòng, chúng ta như ý này, nếu chúng ta không thấy rõ, đầu tiên là chúng ta không thấy rõ là trong tâm mình và tâm người ấy, nó có những hạt giống bất thiện, tức là có những hạt giống của những cái giận dữ nè, của những cái tham lam, của những sự dính mắc, thì chúng ta sẽ khổ. Ngày hôm nay á, anh chị nào thấy rõ những hạt giống bất thiện ở trên nơi trên chính mình và nơi trên người đối phương của mình thì xin mời comment số 1. Tức là chúng ta vẫn nhìn thấy những cái điểm không tốt ở nơi trên chính mình và nơi trên đối phương của mình luôn, những người xung quanh của mình luôn. Và chúng ta còn phải thấy được rằng ấy, là mọi chuyện ấy, nó sẽ luôn biến đổi, nó sẽ không như ý. Tức là cái mối quan hệ của chúng ta nó có thể tan vỡ. Dẫu nó chưa tan vỡ thì cái sự gắn kết của chúng ta nó có thể sứt mẻ thông qua một cái chi tiết rất nhỏ trong cuộc đời. Nó bất toàn liên tục à. Ví dụ như bây giờ mới trở về từ một cái đợt đi chơi vậy đó. Chỉ cần một người quăng cái đồ đạc nó không đúng vị trí thôi, các anh chị đã thấy không hài lòng không? Tức là chúng ta có thể không nói ra nhưng mà ngay lập tức bên trong chúng ta đã cảm giác, nếu chúng ta cảm giác nó không hài lòng thì rõ ràng chúng ta chưa có cái việc được rằng, mà chúng ta vẫn duy trì cái sự không hài lòng đó, chứng tỏ là rằng là chúng ta chưa có thấy rõ và chúng ta chưa có chấp nhận một cách trọn vẹn mình, người và mọi thứ, chấp nhận cái sự bất toàn này. Và cái điều này là điều rất là quan trọng này, đây là một cái tiến trình của việc yêu thích, đó là chúng ta có muốn thứ và cái người mình thích ấy, nó sẽ luôn giữ nguyên và không đổi thay không. Nên đó là lý do tại sao ấy, mà ngày hôm nay ấy, các anh chị lên mạng ấy, search ấy, sẽ có những bài như kiểu là yêu lại từ đầu này đó, mong em như những ngày mới quen này đó. Đây là những bài nó cho thấy được rằng là chúng ta muốn mọi thứ nó giữ nguyên như những ngày đầu tiên. Mà theo con chị ấy là liệu có giữ những ngày đầu tiên được không? Bây giờ tự nhìn vào chính con chị ấy, các anh chị có giống như những ngày đầu tiên khi quen nhau không? Theo anh chị ấy, mình ấy, chính mình ấy có khác đi không? Anh chị nào mà thấy chính mình cũng khác đi, xin mời comment khác lên khung chat giúp em. Đó, để xác nhận ấy, là mình đã khác đi rồi nè. Anh chị nào thấy mình khác đi, xin mời thừa nhận rất trung thực. Đó, trước đây mình đã từng rất lãng mạn, trước đây mình cũng rất âu yếm, nói giọng ngoan hiền nhỏ nhẹ, bản thân mình ấy cũng rất là ok. Nhưng bây giờ có những thứ đương nhiên không phải lỗi, có thể là mình cũng không cố ý như vậy, nhưng mà hoàn cảnh nó đã thay đổi mình rồi. Đó, thì rõ ràng ấy, anh chị thấy không? Ngay cả chính mình cũng không thể giữ nguyên và không đổi thay nữa, thì làm sao mà chúng ta chờ mong là người vẫn giữ nguyên và người hay vật vẫn giữ nguyên và không đổi thay được. Và cái điều quan trọng nhất là chúng ta còn muốn nó tăng trưởng tốt theo thời gian nữa cơ. Đó, ví dụ như trước đây ấy, các anh chị về nhà, các anh chị có thấy được rằng ấy, sau khi trở lại cái giai đoạn mà chúng ta mới quen nhau á, sau khi mà chúng ta quen nhau xong á, các anh chị có thấy được rằng khi mà cái hoàn cảnh mà nó đến mới á, ví dụ nó khó khăn mới, thì chúng ta cần nhiều hơn những cái điều tốt ở nơi người khác không? Tức là ví dụ này, lúc đó chúng ta cần người ta dũng cảm, nỗ lực hơn để kiếm tiền. Chúng ta cần người đó đồng hành san sẻ nhiều hơn. Chúng ta cần người đó, tức là cần người đó tăng trưởng những cái gì mà tốt trước đây. Tức là nó không những giữ nguyên nữa mà còn phải tăng trưởng nữa. Trong những lúc mà chúng ta cần họ, mà theo anh chị ấy, sức của người ta đến như vậy ấy, thì đôi khi người ta có tăng trưởng nổi không? Đó, ví dụ như sức của anh chị ấy, chỉ nỗ lực đến như vậy thôi. Bây giờ các anh chị tăng trưởng nữa cũng không tăng trưởng bao nhiêu hết.
nên là người ta sẽ chịu không nổi. Anh chị nào đã có cảm giác là khi người khác yêu cầu đến mình ấy, thì mình chịu không nổi, tức là cái việc đó vốn dĩ mình không làm được, thì xin mời comment số 99 đó, chuẩn to vào, tức là có những cái yêu cầu, có những cái mong đợi ở phía mình. Ví dụ những cái mong đợi mà những cái điều mà bố mẹ mình, ví dụ nhé, mình ra trường, ô con ra trường rồi hả, bố mẹ không có giúp đỡ gì hết nữa nha, con lớn rồi đúng không, còn rồi con đi làm một vài năm á, tại sao không có gửi tiền về, tại sao không có, con không có giàu có lên, con không có lấy vợ đó. Tức là nó không những nó tăng trưởng theo thời gian, chứ nó không những là giữ nguyên như vậy đâu. Trước đây lương của con có 50 triệu thôi, bây giờ tại sao lương của con vẫn 50 triệu? Mọi thứ nó đang tăng trưởng theo thời gian. Và chúng ta không những, chúng ta còn cần thêm những cái điểm tốt khác và theo ý mình nữa cơ. Ví dụ đi, ngày hôm nay anh ấy đã là một người rất lắng nghe rồi. Cô ấy đã là một người rất là lắng nghe, rất là chia sẻ rồi. Nhưng khi các anh chị cảm thấy được rằng á, là với một cái bối cảnh mới mà mình bế tắc quá, mà cô ấy lắng nghe xong mà cô ấy không hiểu gì hết, tức là có những người lắng nghe xong mà vẫn không hiểu gì hết, thì chúng ta vẫn kỳ vọng người ta có sẽ hiểu mình. Các anh chị có bao giờ kỳ vọng người kia sẽ hiểu mình không? Nếu có xin mời comment số 20 đó. Kỳ vọng là những người xung quanh, đồng nghiệp, sếp người kia sẽ hiểu mình. Tức là chúng ta cần thêm những điểm khác nữa, luôn cần những điểm khác nữa. Nếu mà chúng ta cần thêm những điều này á, là chắc chắn rồi, là chúng ta sẽ thấy được rằng là cuộc sống nó sẽ nhiều cái vất vả ngay. Nhiều lắm. Vì sao? Vì sao nó vất vả? Vì sao nó mệt mỏi? Bởi vì tiết lộ cho anh chị một bí mật đấy. Mà cái bí mật này các anh chị tự nhận nó là chính mình thôi. Đó là đối phương hoàn toàn không đủ sức. Các anh chị phải comment cái câu này vào. Đối phương hoàn toàn không đủ sức. Tức là người ta không, hoàn toàn không đủ sức để mà đáp ứng những gì mà chúng ta mong đợi đâu. Người ta không đủ sức để đáp ứng những thứ mà chúng ta muốn tăng trưởng theo thời gian đâu. Làm sao mà chúng ta, người ta như vậy mà chúng ta muốn rằng ấy, là một vài ngày hoặc một vài tháng sau ấy, nó thay đổi như vậy được. Không được đâu. Không được đâu các chị. Không được. Bởi vì ngay cả chúng ta cũng không được cơ mà. Đó. Rồi. Lời nói với hành vi thì chúng ta sẽ thuận theo cái nhận thức này. Chính cái điều này ấy, nó đưa đến hai thứ. Một là đưa đến không như ý, ghét bỏ và không hài lòng. Và hầu hết ấy, nó đưa đến cái phía ở trên này này. Đó là lý do tại sao chúng ta sống cùng với nhau một khoảng thời gian đó, mà chúng ta cảm thấy không hài lòng về nhau. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi về nhau. Chúng ta cảm thấy người kia nó không như ngày đầu tiên nữa. Chúng ta cảm thấy mọi thứ nó vất vả và nó chán đi rồi. Chúng ta cảm thấy được rằng chúng ta không thể thương được người đó nữa. Cái tình cảm ở trong chúng ta nó nguội lạnh dần. Thực chất ấy, cái sự nguội lạnh này, nó nguội lạnh này ấy, thì các anh chị nhìn thấy đó, cái sự nguội lạnh này nó chỉ có thể đến từ việc ấy, là chúng ta còn mong cầu đến họ thôi. Còn cái tình thương của chúng ta nó có thể dung chứa cái sự thay đổi của họ theo hoàn cảnh ấy. Rồi chính chúng ta cũng thay đổi nữa cơ mà. Thì rõ ràng nếu mà chúng ta có thể dung chứa được điều này ấy, thì tự nhiên các anh chị sẽ thấy được rằng là cái đời sống này nó rất là nhẹ nhàng. Nó rất là nhẹ nhàng luôn đó. Nhưng mà rất tiếc chúng ta không làm được điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhận thức chúng ta đã không đúng đắn. Thái độ chúng ta đã không đủ sáng suốt. Thái độ chúng ta cũng không đúng đắn. Và hành xử của chúng ta cũng không đúng đắn. Thì rồi tự nhiên chúng ta sẽ thấy được rằng ấy, là chúng ta chỉ thấy ghét bỏ. Chúng ta chỉ thấy không hài lòng. Chúng ta chỉ thấy bất như ý thôi. Thậm chí một lần bất như ý thôi là chúng ta đã thấy, anh chị sẽ thấy điều này này. Đó là nếu mà người kia, dẫu người kia nhá, giữ nguyên không đổi thay, có nhiều điểm tốt tăng trưởng luôn đi, nhưng mà chỉ cần có một cái điểm mà chúng ta có một lần mà người đó gây ra một cái lỗi nào đó, thì chúng ta cũng muốn là người ta xin lỗi và người ta sẽ sửa được cái lỗi đó trong tương lai. Bởi vì nếu không ấy, chúng ta sẽ vẫn nhớ cái lỗi đó. Nếu anh chị thấy điều này ở chính mình, xin mời comment số 8. Tức là người đó đã, ví dụ như tháng này người đó đã chi tiêu nó hơi quá đà,
mình muốn người đó phải nhận lỗi là tháng này anh đã chi tiêu quá đà và anh lần sau anh không được chi tiêu quá đà nữa. Tức là nếu không ấy, chúng ta ngay lập tức sau này mà người ta mua sắm gì đó là chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta không hài lòng với họ liền. Nên anh chị thấy được rằng cái diễn tiến của cái việc yêu ghét này ấy, tuy nó rất nhỏ thôi nhưng mà nó mang lại một cái tiến trình, nó khiến chúng ta rất mệt mỏi mà nó cũng khiến cho người kia rất đau khổ, cả hai phía đều đau khổ, bởi vì chúng ta thiếu đi nhận thức đúng đắn, chúng ta thiếu đi thái độ đúng đắn và hành xử đúng đắn. Còn câu chuyện thứ hai em sẽ chia sẻ rất nhanh thôi, đây là câu chuyện ôm cây đợi thỏ, câu chuyện kinh điển luôn. Ở đây em gợi ý, em viết nó là những câu chuyện kinh điển cuộc đời, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang đối diện nó hàng ngày này. Câu chuyện này đó các chị, câu chuyện này là quá, nó trở thành một cái thành ngữ luôn rồi, thành ngữ ôm cây đợi thỏ, nó đến, nó ra đời từ câu chuyện này đây đó, nó nằm trong bài hát của Đen Vâu luôn đó. Đó, một người nước Tống đang cày ruộng, giữa ruộng có một cây to, con thỏ chạy đâu từ đâu chạy đến, đâm vào gốc cây đập đầu chết. Người cày ruộng vậy là có con thỏ mang về, thì người cày ruộng thấy thế bỏ cày vội đi bắt thỏ, nhưng mà sau rồi mắt bở hơi tai, bởi vì người ta tưởng là thỏ nó nhiều, bắt hơi bở hơi tai nhưng mà không bắt được, nên cứ ngồi khư khư ôm gốc cây vậy đó, nhưng mà mong lại được thỏ nữa, đợi mãi chẳng thấy ấy. Thì lại mất một buổi ngày, một buổi cày, thiên hạ thấy vậy ai cũng chê cười. Các anh chị thấy câu chuyện này nó nhạt không? Nó nhạt không? Nó rất là đơn giản đúng không? Nó đơn giản đến nỗi mà chắc là chả ai làm như này đâu. Nhưng mà câu chuyện, câu hỏi đặt ra, chúng ta có cái mục tiêu nào, chúng ta có cái đích đến nào mà nó như người, như cái người này đang đợi thỏ không? Có nghĩa rằng là chúng ta thấy một cái gì đó nó dễ dàng và chúng ta cũng ngay lập tức là mong mọi thứ nó cũng sẽ lặp lại như thế này. Ví dụ các anh chị thấy tình yêu của một chàng trai và một cô gái không? Ví dụ như là chàng trai đã từng tổ chức một cái sinh nhật rất hoành tráng, tặng những cái món quà rất hấp dẫn. Theo anh chị ấy, cô gái lần sau có mong muốn sinh nhật như vậy và hơn nữa không? Theo anh chị có không? Tức là đã xin tổ chức sinh nhật một lần rất to nè, nến hoa hồng, một cái món quà rất đẹp, thì lần sau có muốn như vậy không? Đó, ít nhất là giữ được lại, có nghĩa là rằng ấy, nhưng mà người ta quên mất rằng là đó là một tháng lương của anh ấy rồi, đó nó như kiểu được rằng lâu lâu mới có một lần thôi, tức là lâu lâu mới có một lần như vậy thôi, tức là rất là năm khi mười họa, rất là hiếm khi con thỏ mới đâm vào gốc cây thôi, rất là hiếm khi anh ấy mới cà thẻ hết cái tháng lương đó để mua cho các bạn, để mua quà, để mua này kia cái kiểu thôi. Tức là chúng ta không hiểu được rằng là mọi thứ nó có bối cảnh của nó mới xảy ra kết quả này, nó có điều kiện của nó, chúng ta quên mất điều đó thì nó không khác gì đợi thỏ hết. Nó tương tự như vậy, có một người, có một sếp làm việc ấy, người ta khen các anh chị, người ta vinh danh các anh chị, thì ngày sau á, người ta phải vinh danh người khác, người ta phải động viên người khác. Tự nhiên chúng ta thấy được rằng người ta không vinh danh mình nữa, vậy là mình trông đợi à, mình buồn à. Đây là một dạng đợi thỏ. Rồi chúng ta nhìn thấy được rằng người kia làm giàu rất giỏi thì chúng ta cũng muốn giàu có, người ta lên chức rất dễ, người ta cũng muốn, chúng ta cũng muốn. Mà chúng ta quên mất đi rằng cái bối cảnh, cái tiến trình của nó. Rồi câu hỏi đặt ra, chúng ta có đang gieo cái nhân nào á, mà giống như trong suy nghĩ, lời nói, hành vi á, mà giống như cái người này đang ôm cây không? Tức là ví dụ này, chúng ta mong muốn một cái kết quả mới trong công việc, nhưng câu hỏi đặt ra, chúng ta có cai gen cải tiến, chúng ta có học tập liên tục, chúng ta có nỗ lực hơn người không để trở thành một người rất mạnh không, hay là chúng ta vẫn ôm cây, có nghĩa là rằng chúng ta vẫn giữ những kinh nghiệm cũ, những cái thói quen làm việc cũ mà chúng ta mong muốn một cái kết quả mới. Ngày hôm nay anh chị nào đang như vậy, xin mời comment số 3 đó. Hoặc là đã từng như vậy, xin mời comment số 3. Tức là chúng ta mong muốn là tôi phải được lương thưởng tăng lên này, nhưng mà vẫn duy trì cái cách làm việc cũ, duy trì cái nỗ lực như cũ, duy trì những thứ không thay đổi gì cả. Thậm chí các anh chị nhìn thấy những người xung quanh cũng như vậy, thì đây là một dạng ôm cây thôi. Tức là vốn dĩ, tức là báo trước với người đó luôn là con thỏ nó sẽ không tới đâu.
anh chị sẽ không vượt trội gì so với đám đông đâu. Anh chị sẽ không có kết quả mới gì đâu. Sure. Bởi vì nếu có, nó chỉ là may mắn thôi. Nó không đến từ nhân của chúng ta. Mà nó không đến từ nhân của chúng ta thì mọi thứ sẽ sụp đổ nếu may mắn nó không ghé thăm lần nữa. Các anh chị thấy ngày hôm nay chúng ta cũng đang ôm cây không? Chúng ta cũng đang đợi thỏ không? Đó. Ví dụ như bây giờ, nói đơn giản thôi, ví dụ như là bây giờ chúng ta mong muốn là con của mình ấy, nó ngoan. Chúng ta thấy một ngày ấy, nó ngoan, nó chơi rất là vui vẻ. Ngày đó mình rất là thích. Ngày đó trời tuyệt vời đấy nhờ, con của mình ngoan thế, đi chụp hình vân vân các kiểu. Nhưng mà không, buổi tối nó sẽ khóc. Buổi tối nó sẽ đòi hỏi này kia. Đó. Và chúng ta lại mong đợi nó ngoan. Chúng ta lại mong ngóng nó ngoan. Rồi, đó là lý do mà tại sao chúng ta vẫn đang ôm cây, chúng ta vẫn đang đợi thỏ. Các anh chị mà về viết ra được rằng mình đang ôm cây gì và mình đang đợi cái thỏ gì. Và các anh chị đã thấy được rằng mình có rất là nhiều điểm. Nhìn thật kỹ, chúng ta sẽ thấy được rằng mình đang có nhiều điểm. Và cái câu hỏi cuối cùng rất là quan trọng. Chúng ta có đang thực sự tự do hay là ôm nhiều cái dính mắc bên trong và nhiều cái trói buộc bên ngoài? Cái câu này em rất là hay nhắc lại với các anh chị, đó là cái cuộc đời của chúng ta, cái cuộc đời của chúng ta đi qua biết bao nhiêu năm rồi, nó đọng lại thứ gì ở trong tâm mình và ở trong tâm người. Ngày hôm nay nhá, các anh chị nốt lại câu này nhá. Cái cuộc đời chúng ta, tự hỏi chính mình á, cái cuộc đời chúng ta đi qua bao nhiêu năm á, thì câu hỏi đó là thứ gì nó đang đọng lại trong tâm mình và trong tâm người. Có phải là chúng ta muốn là người kia, chúng ta sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho họ đúng không? Chúng ta muốn ấy, là tâm của họ nó sẽ trong sáng dần, nó sẽ thoải mái, nó sẽ bình an, nó sẽ nhẹ nhàng dần khi sống chung với chúng ta. Nhưng câu hỏi đặt ra, các anh chị có dám nhìn vào tâm mình và nhìn vào tâm người để hỏi được rằng ấy, mình đang để lại điều gì trong tâm của họ không? Đi qua bao nhiêu năm ấy, mình sống chung với họ, thậm chí là bố mẹ của mình, mình đang để lại tâm điều gì trong tâm của bố mẹ? Mình đang để lại cho họ điều gì? Đó. Mình nên đang để lại trong vợ chồng, con cái của mình điều gì? Có sự bất mãn nào không? Mình có chất chứa những cái hạt giống tiêu cực của sự giận dữ, của sự mong cầu, của sự đòi hỏi, của sự áp đặt nào không? Nếu có thì rõ ràng chúng ta đang khiến chính mình ôm nhiều thứ dính mắc và cũng trói buộc người đó. Chúng ta có hạt giống nào của sự muộn phiền đang còn ở trong lòng không? Chúng ta hay là như khi nãy, chúng ta còn nhiều sự yêu ghét không? Các anh chị có thấy được rằng mình đang không thực sự tự do bởi những thứ mình yêu ghét không? Nếu các anh chị nhận ra điều này, xin mời comment số 30. Đó. 30. Lý do tại sao chúng ta buộc phải ăn cái quán này? Lý do tại sao chúng ta buộc phải có cái món đồ này? Lý do tại sao chúng ta buộc phải đi kiểu như thế này, phải làm kiểu như thế này? Câu hỏi là chúng ta có đang thực sự tự do không ấy? Hay là chúng ta bị dính mắc nhiều thứ bên trong và bị trói buộc nhiều thứ bên ngoài? Ví dụ như chiếc xe của chúng ta. Đó, ví dụ như có một số người ấy, phải đi chiếc xe của mình thích cơ. Nếu người thân mà đi chiếc xe của mình ấy rồi ấy, thì mình sẽ thấy được rằng tại sao xe của bạn, tại sao xe của em không đi, lấy xe của chị, lấy xe của anh. Bởi vì chúng ta trói buộc bởi chiếc xe rồi. Chúng ta thấy chiếc xe là chúng ta thấy được rằng là mình phải thích chiếc xe đó rồi. Nên đó lý do mà ngày hôm nay này, các anh chị thấy này, cái cuộc đời này, đây cái hình ảnh này nó cũng chưa đại diện cho vạn sự đâu. Nhưng mà em tạm vẽ như thế này nhá. Tức là nó có lên có xuống, nó có biến chuyển như thế này đó. Nhưng mà theo anh chị ấy, ở đây có 3 người. Tức là cái ý muốn của họ, người A, người B, người C như thế này. Theo anh chị ấy, ai là người đau khổ nhất? Nhìn vào cái hình này, càng theo anh chị, người A, người B, người C, ai là người đau khổ nhất? Vạn sự, tức là mọi thứ trong cuộc đời nó đang diễn tiến như thế này, thì ai là người đau khổ nhất các anh chị? Đó họ. Tức là có nhiều người rất là kỳ lạ. Họ luôn luôn muốn nhiều thứ nó lớn hơn sự thật. Ví dụ như trưa nay được ăn cái món này, họ lại nghĩ rằng
giá gì mà thêm được một con gà, tối nay được ăn món này, giá gì mà được thêm được ăn hải sản, hôm nay đến đến công ty như thế này, giá gì mà người khác người công ty thưởng cho mình nhiều hơn một chút. Tức là chính cái này nè, đây là những thứ nó đang trói buộc mình đây, những cái ý muốn, những cái mong đợi nó đang trói buộc mình, nó khiến chúng ta quên đi vạn sự luôn, tức là nó khiến cho chúng ta quên đi sự thật luôn á. Mà thấy các chị quên đi sự thật đấy thì chúng ta đang chống lại điều gì các chị biết không? Chúng ta đang chống lại chân lý, tức là chúng ta đang chống lại một điều đúng đắn hiển nhiên, mà cái điều đó, chính cái điều đó mới mang lại cho chúng ta bình an. Chúng ta đang chống lại điều đó mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc, bởi vì sự thật đang diễn ra như thế này mà, các chị làm gì có quyền để lựa chọn sự thật đâu. Nên đó là lý do mà sự vận hành của vạn sự ấy, nó chính là vẻ đẹp màu nhiệm của tạo hóa, mà khiến cho người mê tỉnh ngộ. Nó khiến cho người mê tỉnh ngộ. Người mê có nghĩa là gì? Người không nhìn thấy mọi thứ nó đang chạy trôi như thế này nè, mà chúng ta chỉ thấy duy nhất là ý muốn của mình thôi, thì rõ ràng chúng ta sẽ, tức là chúng ta đang sống không thật đấy, chúng ta đã không sống với sự thật nó đang chạy trôi này. Ví dụ như là lương của người thân ở trong gia đình của mình nó đang như vậy, cái bối cảnh công việc của mình nó đang như vậy đó. Ví dụ như là chúng ta đang ở một cái quận mà nó hơi ít đồ ăn chẳng hạn, nó hơi ít người bán đồ ăn đấy, thì các anh chị lại mong muốn được rằng thấy một cái khu nào bán nhiều đồ ăn đó, chúng ta lại mong muốn là nó gần nhà mình. Làm gì mà được được, làm sao mà người ta rời một cái chợ mình được, làm sao người ta rời những cái quán đồ ăn mình được, người ta rời, làm sao người ta rời những cái tiện ích này kia các kiểu mình được. Nên đó lý do nếu không thấy được điều này, không có trí tuệ để thấy ra bản chất của vạn sự, để điều chỉnh ý của mình như vạn sự, chứ không phải là vạn sự mong muốn vạn sự như ý. Bởi vì bây giờ hỏi các anh chị một câu thôi, đơn giản thôi, để các anh chị nhìn ra chị, đó là theo các anh chị ấy, vạn sự nó đang vận hành như thế này ấy, nó có như ý mình nổi không? Theo anh chị nó có như ý được không? Nó dễ như ý hay là nó khó như ý? Đó, ví dụ như anh chị có một cái mong muốn rất đơn giản. Ok, chồng cứ mang tiền, cứ làm việc rồi mang tiền về đây, còn chồng cứ tiêu nhưng mà cứ mang tiền về đây cho em một ít ABC các kiểu thôi. Mong muốn rất bình thường. Nhưng mà ngay cái bình thường đó nó cũng không thể cover được, tức là nó cũng không thể bao trùm lên vạn sự được. Bởi vì sẽ có một thời điểm người ta không mang tiền về cho anh chị. Đó mới là vạn sự. Bởi vì nó có thay đổi, nó luôn biến đổi. Nên khi đó chúng ta mới sống một cách tận hiến được. Chúng ta mới sống nỗ lực, hài hòa được. Và buông xả hoàn toàn mà không dính mắc, không trói buộc. Nếu người làm không làm được điều này, các anh chị sẽ thấy rất mệt mỏi và đau đớn. Nên đó lý do mà chỉ có một cái trí tuệ sáng suốt. Chỉ có một cái trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt ở đây là gì? Chúng ta có một cái thấy đúng đắn, có một cái nhận thức đúng đắn. Nhận thức về bản chất ở trong tâm mình, mà bản chất của mọi sự. Chúng ta có một tư duy đúng đắn. Nãy giờ là đang chia sẻ với anh chị về tư duy đúng đắn và nhận thức đúng đắn đó. Thì lúc đó thái độ và hành xử chúng ta mới đúng đắn, những quyết định của chúng ta mới đúng đắn. Thì chính cái trí tuệ sáng suốt này, nó chính là nền tảng của một hạnh phúc chân thật. Cái hạnh phúc này nó do chúng ta quyết định. Còn nếu không ấy, ngoại cảnh sẽ tác động. Và ngoại cảnh thì luôn biến đổi. Mà luôn biến đổi thì nó không như ý mình. Mà không như ý mình thì mình sẽ khổ. Và chúng ta sẽ luôn khổ, bởi vì vạn sự luôn biến đổi thì chúng ta luôn khổ. Nên đó là lý do mà các anh chị sẽ thấy rằng đời sống này không có lựa chọn nào nữa ngoài cách có một trí tuệ sáng suốt. Không có lựa chọn nào nữa. Đó, các anh chị có mong muốn tham gia những chương trình để mà hiểu, đây là những talk show hoàn toàn miễn phí. Đó, vào những buổi tối sẽ chia sẻ rất là sâu sắc về những cái chủ đề như kiểu này, và còn hơn thế nữa. Xin mời các anh chị quét cái mã QR này. Quét cái mã QR này. Đó, thì các anh chị sẽ tham gia rất là nhiều những chương trình, và các anh chị cũng sẽ được học tập, rèn luyện rất nhiều thông qua những cái buổi chia sẻ kiểu như thế này và hơn thế nữa. Bởi vì anh chị sẽ thấy được rằng nếu không có những cái trí tuệ sâu sắc ở bên trong á, mà đủ để vững tâm, thì chắc chắn các anh chị đã thấy được rằng không có cơ hội nào cho chúng ta có thể hạnh phúc bình an hết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta yếu hơn hoàn cảnh. Chúng ta yếu hơn hoàn cảnh mà, thì làm sao chúng ta hạnh phúc và bình an được?
Rồi, các chị nào đã quét thì xin mời comment số 1. Đó, đây là cái slide cuối cùng của cái buổi chia sẻ hôm nay. Rồi, thì trung bình là khoảng cỡ 2 tuần sẽ có một lần. Và các chị sẽ được, nói chung là được nghe những cái câu chuyện, những cái buổi chia sẻ nó rất là thực tế và rất là đơn giản. Đó. Các chị thấy cái phần chia sẻ hôm nay, các chị có thể hiểu được không? Nếu có thì xin mời comment số 9. Rồi, xin trả lại mic cho MC nhá. Dạ vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều và đã có những số 9 được chia sẻ trên khung chat của chúng ta. Có 56 anh chị ở trong lớp học của chúng ta trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì không biết là các anh chị khác cảm nhận như nào ạ? Mình có cảm thấy rất là dễ hiểu và mình nhận được những giá trị từ chia sẻ rất là chân thành của anh Thành không ạ? Có chị Bích Hạnh này, bạn Phương này, chị Ân này. À, tuyệt vời. Và chúng ta có cảm nhận như thế nào ngoài cái số 9 ra, ngoài cái việc chúng ta đón nhận này, chúng ta lắng nghe và rất là dễ hiểu ra thì chúng ta cảm thấy như thế nào thì mình có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình được không ạ? À, anh Nguyễn Đình chia sẻ là chia sẻ của anh Thành rất là giá trị, biết ơn anh Thành. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì em Dân còn có nhìn thấy những gương mặt thân quen. Có em Dân thì hiện tại là đang làm tại dự án đọc vị và cũng có những anh chị học viên của lớp đọc vị cũng có trong buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hỏi đáp nhé. Bây giờ thì mình sẽ cùng chia sẻ bởi vì là chắc chắn là anh chị cũng có những câu hỏi, những thắc mắc hoặc là mong muốn được giải đáp. Khách mời của chúng ta sẽ hỗ trợ giải đáp được không ạ? Rồi bây giờ thì mấy anh chị nào mà chúng ta có câu hỏi thì mình có thể đánh trên khung chat. Hoặc là nếu mà thuận duyên thì mình có thể bật mic, bật cam lên và hỏi đáp trực tiếp được không ạ? Rất là mong muốn được nhìn thấy những cánh tay của anh chị giơ lên hay là những câu hỏi ở trên khung chat. Hoặc là mình có thể hỏi anh Thành một vài những cái bí quyết để giúp chúng ta có thể đọc sách mà chúng ta sẽ nhớ lâu hay là có những cái vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta đang gặp phải thì hoàn toàn chúng ta có thể chia sẻ để có thể nhận được sự hỗ trợ này rồi những sự chia sẻ đến từ anh Thành được không ạ? Chưa có anh chị nào giơ tay cả và cũng chưa có câu hỏi nào ở trên khung chat của chúng ta hay là các anh chị đã học tập rất là tinh tấn rồi và mình không vâng à có một câu hỏi là xin ban tổ chức chiếu lại mã QR. Anh Thành hãy chia sẻ lại cho cả nhà mình cái mã QR code nhé. Rồi, dạ vâng, đây đây các anh chị. Đó. Rồi chắc là nhờ ban tổ chức chúng ta chụp lại cái màn hình này rồi chúng ta quăng vào trong những cái nhóm để mà cho mọi người quét. Mình có thể chia sẻ trực tiếp ở trên khung chat cũng được đấy ạ. Mình hãy chia sẻ ở trên khung chat có phần gửi hình ảnh đấy ạ. Bây giờ thì Zoom của chúng ta có một cái chức năng mới, đó chính là chúng ta có thể gửi những hình ảnh ở trên đó được. Thì cả nhà mình hãy cùng tải về để mình có thể tham gia những lớp học hoàn toàn là trao giá trị cho cộng đồng. À, có một câu hỏi rất là hay. Bây giờ thì em Dân sẽ đọc câu hỏi và nhờ anh Thành hỗ trợ giải đáp nha. Anh Quyết Trung Đạo có chia sẻ rằng cặp mâu thuẫn người nghị lực tự tự lực mạnh trong đội nhóm thì mình tương tác thế nào ạ? À, không biết là chắc câu hỏi của anh là muốn biết là với những người mà người ta có nội lực mạnh hay là tự lực mạnh gặp cái mẫu người nghị lực như vậy á thì mình sẽ tương tác như thế nào đúng không ạ? Rồi, với anh Thành có thể chia sẻ bí quyết làm sao mà thu phục mọi cái xu hướng tính cách và đặc biệt là những người mà có cái cột nghị lực rất là mạnh thì mình sẽ tương tác với họ như thế nào để tạo ra sự hài hòa và kết nối với họ? Đầu tiên đó là nếu anh chị tức là ở đây là chúng ta chắc chắn là em sẽ chia sẻ dựa trên việc là để giao tiếp nói chung. Còn để thu phục, để khiến cho người ta làm một cái gì đó thì nó cần thêm những cái yếu tố khác nữa. Còn mà để giao tiếp nói chung ấy, để cho nó hài hòa thôi ấy. Tức là ví dụ như cái câu này ấy, nó có thể có rất nhiều bối cảnh. Ví dụ này,
Anh Quyết ấy, cũng là một người đầy nghị lực rồi, nhưng mà anh Quyết thấy được rằng ấy, nó đang có xung đột với những nhiều 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 nghị lực thì mình nên giải quyết như thế nào. Nhưng mà có thể là anh Quyết là một người nghị lực không mạnh, và anh Quyết là một người mà thích chậm hơn, thích chắc chắn hơn, thì đôi khi anh Quyết sẽ thấy nó hơi rụt rè, hơi gọi là hơi bị áp bởi năng lượng của họ, thì chúng ta sẽ có một cách điều chỉnh khác. Tức là nó cần bối cảnh đấy, thì cái này anh Quyết có thể mô tả thêm ở trên khung chat. Còn liên quan đến việc đó là người mình này là một người nghị lực mạnh á và tự lực mạnh á, thì hầu hết là chúng ta, cái này là cái công thức chung thôi, đó là chúng ta nên ghi nhận cái điểm mạnh của họ, luôn ghi nhận cái điểm tốt của họ. Dẫu người này là một người nghị lực mà người ta làm ẩu đi, dẫu người này là một người nghị lực mạnh mà người ta làm ẩu đi, thì chúng ta vẫn phải tìm cách để ghi nhận cái sự tự lực tốt ở trong đội nhóm này của họ. Và song hành với đó, tức là ví dụ như là rằng ấy, lúc nào chúng ta cũng đến với họ và chúng ta cổ vũ, tức là chúng ta ghi nhận cái đóng góp của họ dựa trên cái điểm tốt của họ. Tức là bình thường các chị hay khen á, đây cũng chính là một cái tuyệt chiêu khen con đây. Các chị hay khen con đúng không? Tức là khen một người ấy, cái điều tốt nhất á là nên nên khen cả nhân lẫn quả. Khen nhân có nghĩa là gì? Khen cái nhân, cái điểm mạnh của người ta, và khen quả là cái kết quả tốt nó mang lại. Ví dụ như các anh chị khen con của mình đây, con của anh chị nó đạt điểm cao, con của mẹ đã nỗ lực rất nhiều để đạt điểm cao ngày hôm nay ấy, cái kết quả này là xứng đáng với nỗ lực của con. Tức là nó có cả nhân cả quả trong đó, bởi vì nếu không ấy thì các anh chị sẽ thấy được rằng ấy, mình sẽ bị thiên lệch liền. Bởi vì nếu chỉ khen quả thôi thì người ta sẽ bị ảo tưởng, người ta sẽ không có nhìn ra nhân của mình. Mà đôi khi có những người không gieo nhân mà vẫn có quả đó, bởi vì may mắn mà, và hoặc là nhân của họ chưa mạnh nhưng mà họ bị ảo tưởng. Còn cái thứ hai ấy là tại sao chúng ta lại không chỉ khen nhân thôi, bởi vì khen nhân thôi ấy, đôi khi có những người ấy, người ta không có, tức là cái tính tự lập của người ta không cao, cái năng lực người ta cần kết quả để vỗ về họ, nên là cần phải đả động qua một chút về kết quả để tiếp thêm niềm tin, tiếp thêm động lực cho họ ấy. Ví dụ như là vì cái sự tươi mát của chị Dân mà có nhiều người đến, đôi khi đến vì MC chứ không phải đến từ speaker đó. Thì cái này là vốn dĩ là đôi khi đó, em vừa nói một cái liên quan đến kết quả của nó, nhiều người đến đây là bởi vì MC, vì sự tươi mát của MC đó, vì sự tươi mát của người người host rồi. Tức là kiểu gì thì chúng ta cũng phải ghi nhận, thậm chí là dùng lời khen. Ghi nhận có nghĩa là nó ghi nhận đúng sự thật một cách hoàn toàn. Bởi vì bình thường ấy, các anh chị sẽ thấy được rằng ấy, chúng ta rất là có khuynh hướng bình thường hóa những điều tốt. Và đây là một khuynh hướng không nên. Bình thường hóa những điều tốt á, ví dụ nhá, người ta làm tốt như vậy mình hoàn toàn không ghi nhận, mình nói ồ tốt như vậy là điều bình thường. Tại sao không tốt đi? Tại sao tốt là bình thường mà? Họ tự nhiên tốt sẵn rồi, ghi nhận làm gì? Đây chính là những thứ giết chết cái mối quan hệ luôn á. Bao nhiêu lâu rồi chúng ta không ghi nhận những người thân trong gia đình của mình? Chúng ta ghi nhận đúng sự thật thôi mà, đúng không? Ví dụ nha, mẹ của em đó là trước đây có một lần, gần đây có lần ra nói là nấu canh chua rất ngon đúng không, đùng một cái cho ăn 10 người lên viết canh chua, thì mình mới khen. Đó là ngày đầu tiên mình khen canh chua ngon, vài ngày sau mình vẫn khen ngon, nhưng mà đến ngày thứ 10 mình không khen ngon nữa, bởi vì khen ngon nó giả tạo. Nhưng mình mới khen đó là cảm ơn sự kiên trì của mẹ trong 10 ngày qua. Đó, tức là nấu canh chua 10 ngày liên tiếp, đúng thật là một trong những cái nỗ lực kinh hoàng. Các chị thấy không, nấu 10 ngày liên tiếp đó, thật đấy, sao mà ăn nổi. Chẳng qua là may em cũng nghị lực cao nên em vẫn ăn như bình thường, chỉ có điều là vẫn khen kiên trì, bởi vì thấy những đứa em nó bỏ đi rồi. Tức là cái mức độ thừa của nồi canh chua từ ngày 1 đến ngày 10 ấy, nó tăng lên, em biết rồi, không ổn rồi. Đó, ở nhà các anh chị có thấy rằng là nấu món gì ngon á là mẹ thường làm rất nhiều không? Đó, thì với em ở đây ấy, cái key lớn nhất đó là ghi nhận họ, và đặc biệt sau đó là chúng ta có những cái giá trị
mà bổ sung và đồng hành với họ. Tức là khi chúng ta tương tác, ví dụ như họ là một người thiếu ý tưởng thì chúng ta sẽ là người cung cấp ý tưởng. Họ là một người thiếu năng lượng của sự hòa ái, của sự hòa đồng thì chúng ta sẽ là người bổ sung những cái đó. Nếu anh chị bổ sung được giá trị đó, tự nhiên ấy, họ sẽ thấy được rằng người này vừa ghi nhận mình rồi mà người ta lại bổ sung cho mình nữa. Người ta lại có những điểm tốt khác mà mình cần phải đồng hành với họ, mình cần học hỏi ở họ nữa. Thì bình thường em rồi hay dùng cách này. Còn chắc chắn là ở đây như kiểu là đây có chị Dân này, cũng có rất nhiều bí kíp này. Đó, mời chị Dân. Vâng, và tiếp lời câu chuyện của anh Thành ấy, thì về cái việc mà ghi nhận người khác ấy, thì cũng là một điều mà em vẫn đang thực hành trong cuộc sống của mình. Và với cái chủ đề mà ghi nhận con của mình ấy, thì em cũng đồng tình với cả Thành ấy, là mình sẽ ghi nhận cả nhân cả quả. Tức là ví dụ như là bạn ngày nhà em thì có một bạn con trai lớn tên là bạn Sóc. Thì bạn Sóc rất là thích lắp Lego, và bạn ấy là một chàng trai mà rất là sáng tạo. Và qua cái việc mà có rất là nhiều bộ Lego trộn lại với nhau ấy, và bạn đã lắp ra rất là nhiều những cái mô hình xe khác nhau. Vậy thì em cũng có ghi nhận bạn mỗi khi mà bạn ấy mang một chiếc ô tô mới ra khoe với mẹ ấy, thì em có chia sẻ với bạn ạ, wow, ô tô đẹp quá. Và mẹ thấy Sóc ấy là một chàng trai rất là sáng tạo, rất là kiên trì này. Đó, thì mình sẽ dùng những cái tính từ, tức là mình khen về cái quá trình của bạn ấy, thay vì là khen ô tô đẹp quá, con của mẹ tuyệt vời quá. Vậy thì đẹp quá, tuyệt vời quá ở đây ấy, nếu như mình không chi tiết nó ra ấy, thì bạn ấy sẽ lâu dần, bạn ấy sẽ không biết là mình đã làm giỏi như thế nào. Và những cái phẩm chất, những cái tính cách của một người có thể tạo nên những cái điều tuyệt vời đấy là gì. Vậy thì mình sẽ bổ sung cho con. Và đây cũng là trong cái quá trình mà con đang phát triển cái vun mồi, cái vốn từ và cái ngôn ngữ của mình. Thì mình sẽ cho con thấy là cái hình dung của cái người mà làm được những cái công việc chi tiết tỉ mỉ này là gì. Đó, thì em sẽ có những cái lời chia sẻ với con là mẹ thấy Sóc là một chàng trai rất là chi tiết này, rất là tỉ mỉ và rất là kiên trì và sáng tạo để có thể tạo nên những cái chi tiết từ những cái chi tiết rất là nhỏ mà có thể lắp ghép nên một cái ô tô Lego như thế này. Đó, thì khi mà mình được ghi nhận và bạn ấy được ghi nhận như vậy thì bạn ấy cảm thấy rất là thích, và bạn ấy biết rằng là một người mà có cái hình dung là làm những cái công việc như thế này thì sẽ là một người rất là kiên trì này, sáng tạo và tỉ mỉ. Đó, thì bạn ấy áp dụng rất là nhanh. Bạn ấy, bố của bạn ấy là một kỹ sư thiết kế về ô tô, thì bạn ấy cũng chia sẻ là ba con thấy ba là một người mà rất là kiên trì và sáng tạo, nên là ba mới có thể vẽ nên những cái bản thiết kế mà nó nhiều chi tiết như thế này. Thì mình thấy bạn ấy ứng dụng rất là nhanh, và khi con cũng sẽ biết cách để con ghi nhận người khác. Vậy thì lời chia sẻ đến các anh chị ở đây rằng là chúng ta hãy cứ ghi nhận tất cả những người xung quanh của chúng ta bằng những cái điểm mạnh của họ. Đó, thì họ cũng sẽ có cái sự yêu mến nhất định dành cho mình, và chúng ta ghi nhận với sự chân thành. Và sau đó ấy, thì những người đó cũng sẽ được tỏa ra, được truyền đến cái năng lượng là sự ghi nhận, và họ cũng sẽ học cách ghi nhận những người khác, và họ cũng sẽ biết cách ghi nhận những người khác. Đó, thì đấy là chia sẻ của em Dân với tiếp nối câu chuyện của bạn Thành. Và bây giờ thì còn có một câu hỏi nữa cũng rất là hay, mong muốn được Thành chia sẻ. Đó chính là làm thế nào để có thể giảm bớt cái thích này, cái yêu đối với những điều làm mình đau khổ ạ? Đó, thì mời anh Thành có thể chia sẻ với câu hỏi của bạn Lưu Phương nhé. Thấy các chị thấy khi nãy cái đúc kết của một bậc minh sư là Tịnh Thiên. Đó. Các chị nhớ câu khi nãy không? Con người vốn dĩ không thích khổ đau, nhưng mà yêu thích rất nhiều những nguyên nhân tạo ra khổ đau. Tức là đầu tiên ấy, chúng ta phải có một cái nhận thức đúng đắn là mình là một người có nhiều cái hạt giống của tâm mong cầu. Của bởi vì sao? Bởi vì mình vẫn mong muốn có điều gì đó thì rồi nó mới bất như ý. Lý do tại sao chúng ta không như ý là bởi vì chúng ta muốn nhiều thứ nó như ý, muốn mọi thứ nó như ý thì chúng ta mới bất như ý. Còn chúng ta không muốn cái thứ gì như ý hết mình hết ấy, thì cái bất như ý xảy ra thì chúng ta sẽ không buồn. Tức là đầu tiên chúng ta phải thấy được rằng là mình có đầy mong cầu. Mình có mong muốn nhiều bên trong ấy. Dù những cái mong muốn nó rất bình thường thôi. Dù những cái mong muốn mà nói được rằng ấy, ôi về cuộc đời không mong muốn, không cuộc đời ấy, này ấy, ai chẳng mong muốn. Đúng. Ai chẳng mong muốn, nhưng mà ai mong muốn mà không buông xuống được nó thì là khổ. Chúng ta khổ có nghĩa là rằng là chúng ta chưa buông xuống được.
Đó, ví dụ như bây giờ chúng ta sáng nay các chị chút nữa đi ra ăn đây, có một cái quán phở, phở quán ruột, ra cái người ta báo hết. Thì khi đó mình hết rồi ra mình còn chỉ có ăn bánh mì. Tức là nếu mình vẫn muốn ăn phở, khi đó mà cái ý muốn ăn phở của mình vẫn nhiều, ngay lập tức chúng ta khổ luôn. Chúng ta thấy giận luôn. Trời ghét thế nhỉ. Tại sao lại hôm nay không được ăn phở rồi, vân vân các kiểu. Tức là đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy bản chất ở bên trong. Đây là cái thấy của chánh kiến. Tức là thấy được tâm mình. Đây là cái nhận thức trước nha. Cái nhận thức trước, cái nhận thức là mình có tâm mong cầu. Và nhìn thấy cái điều này ở nơi đối phương luôn. Nhìn thấy những cái điều bất thiện, những cái điều bất toàn ở nơi đối phương luôn. Và cái tiếp theo á, đây chính là cái slide này đây. Đây chỉ cần thực tập cái slide này thôi. Và chị sẽ có đầy lời giải luôn. Có đầy lời giải luôn. Đó là tất cả những lời giải, tất cả những cái phương pháp rèn luyện các chị được học ấy, được để chuyển nghiệp, để chuyển hóa con người ấy, nó đều nằm ở đây hết, nó đều nằm ở trong cái sơ đồ này hết. Ví dụ như khóa chánh kiến nó nằm ở đây này. Tức là chúng ta nhìn thấy bản chất của tâm mình là có mong cầu. Và trên một cái tiến trình nhân quả là nó càng ngày nó càng lớn và nó bị giữ lại. Nó còn giữ lại nên nó khiến chúng ta còn khổ. Nó khiến chúng ta mệt mỏi. Đầu tiên chúng ta phải thấy rõ điều đó, đó, bởi vì nhiều người chúng ta không nhìn vào điều đó. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy bản chất bên ngoài, tức là mọi sự nó đang này kia là nó sẽ luôn biến đổi. Bởi vì chúng ta thấy, vì sao chúng ta thấy nó đau khổ là bởi vì chúng ta không thấy nó luôn biến đổi. Nó luôn biến đổi thì nó thì chúng ta thấy rằng là và nó không như ý, nó luôn biến đổi thì nó không thể như ý mình được. Chẳng qua là chúng ta chưa thấy một cái đầu tiên là cái thấy đúng đắn để trực diện vào cái sự thật này. Đây là cách nhanh nhất. Đây là cách nhanh nhất. Nếu không làm cách này được thì chúng ta phải bước qua cách thứ hai là liên quan dùng một cái tư duy đúng đắn. Đó là chúng ta có thấy, chúng ta có nhìn, có tư duy ra là cái việc mà chúng ta yêu thích những điều mình làm mình khổ đau này này nó dẫn tới kết quả gì không? Và mình có thực chứng được kết quả đó ở trên chính mình không? Ví dụ như á, chúng ta giữ lại mình, điều là mình lo lắng là mình khổ đau đúng không? Chúng ta thấy nó mệt mỏi mà nó không có làm chúng ta không đủ nguồn lực. Cái trái tim của chúng ta nó bị bóp nghẹt. Cái tâm hồn, cái tinh thần của chúng ta nó suy sụp. Nó không khiến chúng ta có thể đối diện với một người chúng ta không thể yêu thương họ, không có thể ở bên cạnh họ. Chúng ta cũng không lấy đâu năng lượng để làm những điều tốt đẹp nữa, bởi vì chúng ta đã cạn kiệt rồi. Nếu chúng ta nghĩ, chúng ta suy luận ra được như vậy á, tức là chúng ta nhìn thấy cái nhân này nó dẫn tới kết quả gì như vậy á, tức là nhìn thấy một cái quả rất là rõ ràng, tự nhiên chúng ta buông à. Cái câu hỏi đặt ra, tại sao ngày hôm nay á chúng ta không có hút ma túy, tại sao ngày hôm nay chúng ta không có ăn nhiều những cái thức ăn nhiều dầu mỡ, rồi tại sao ngày hôm nay chúng ta không có uống cà phê vào buổi tối, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy quả của nó. Chúng ta nhìn thấy quả của nó là nó không ổn. Nên là chúng ta buông. Tại sao chúng ta nhìn thấy quả của những điều đó thì bây giờ tương tự như vậy, chúng ta cũng phải nhìn thấy quả của điều này. Thì chúng ta sẽ bớt dần và buông. Rồi tiếp theo, cái tiếp theo là chúng ta có những thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn có nghĩa là gì? Tức là với con người và cả với hoàn cảnh luôn. Đó là khi với những cái yêu, những cái thích này này, thì câu hỏi đặt ra với một cái thứ mình thích tiếp theo á, mình có sẵn sàng bỏ dần những thứ mà mình thích tiếp theo không? Khi mà mình bỏ dần được những thứ mình thích khác thì tự nhiên mình cũng sẽ bỏ được những thứ lớn hơn. Đây gọi là tiến trình của sự buông xả. Cái này là đúc kết bởi từ một bậc minh triết á. Tức là ngày hôm nay á, ví dụ nhá, căn chỉ mong muốn được rằng á, mình sẽ tiết kiệm tiền mua sắm đúng không? Các anh chị chỉ cần làm điều này giúp em điều này thôi, các anh chị sẽ chắc chắn tiết kiệm được tiền mua sắm. Đó là trước khi mua sắm thì đi hỏi 10 người, tức là hoặc ít nhất là hỏi ba người thôi, nếu anh chị không có hỏi ba người, đó là thấy là cái thứ thực sự thấy ấy, và cái thứ này ấy, nó có thực sự cần thiết với tôi không, và trong một người đó là có chính mình, trong ba người đó là có một người là chính mình. Chắc chỉ cần làm điều này thôi, hỏi xong cái tự nhiên nó biến mất rồi, hỏi xong cái nó bớt dần, còn cái thứ thứ đó mà thực sự muốn mua tự nhiên các anh chị sẽ có câu trả lời liền.
Đó, tức là cái điều quan trọng ở đây đó là chúng ta có một cái, tiếp theo là chúng ta có cái thái độ đúng đắn trong việc nhìn nhận cái hoàn cảnh và nhìn nhận tâm mình. Thì tự nhiên đấy là anh chị sẽ buông xuống được. Và chúng ta có thể bắt đầu bằng cái việc chúng ta chưa có đi thẳng vào ngay được, thì chúng ta làm với những thứ xung quanh. Ví dụ như là chúng ta sống nó đơn giản bớt dần này. Chính một cái nội tâm nó, chính một cái cuộc đời nó đơn giản thì cái nội tâm nó mới không xáo trộn. Các anh chị tìm hiểu về các bậc minh triết đây, các cái bậc thầy lớn, những người thành công đây, cái đời sống của họ nó phải được sắp xếp rất đơn giản thì nội tâm họ mới không xáo trộn. Chúng ta có thái độ đó không? Đó. Thì từ cái việc mà có nhận thức đúng đắn thì tự nhiên thái độ nó cũng giúp chúng ta đúng đắn, đó là chúng ta sẽ tự nhiên chấp nhận à. Nên nói lý do của em ấy, em rất là hướng tới mọi người ấy, là sẽ rèn một cái nhận thức đúng đắn và một cái tư duy đúng đắn, thì tự nhiên thái độ của chúng ta nó sẽ đúng đắn. Đây chính là cái cột trí tuệ đây. Nhận thức đúng đắn và tư duy đúng đắn nó chính là cột trí tuệ. Đây chính là hai chi phần chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là nhận thức đúng đắn. Bởi vì sao cần phải xử lý bằng điều này? Bởi vì mỗi ngày chúng ta đang đối diện với rất nhiều cảnh. Bây giờ các anh chị ray ra ngoài đường ấy, mà các anh chị đi trên đường thôi mà các anh chị đã thích đến ba người khác giới rồi. Đó, một người cô gái có mái tóc đuôi gà, một cô gái có váy hồng, một cô gái có má hồng nữa. Trời ơi, là thấy đã bắt đầu vất vả chưa? Thế là trong một buổi sáng mà chạy xe trên đường thôi mà mình đã thích ba người rồi, chắc chắn người đó sẽ đau khổ trong tương lai. Tức là vốn dĩ được rằng ấy, mình đã không có nhận thức đúng đắn để nó xử lý ngay thời điểm đó. Tư duy của mình nó không đúng đắn. Nó như kiểu được rằng các chị vào siêu thị ấy, anh chị nào vào siêu thị, vào những trung tâm thương mại, lên lên những trang thương mại điện tử như kiểu Tiki, Shopee, Lazada, cảm thấy được rằng lúc mình lên đó thì mình tự nhiên mình muốn mua. Đó, xin mời comment số 5. Tức là nếu mà các chị không xử lý được ngay lúc đó thì rõ ràng ấy, xua, các chị sẽ hành động ngay, và hành động ngay thì muộn rồi. Không khéo ấy, đứt hết một tháng lương thì đó mới nhận ra là hình như mình cà thẻ hơi quá đà. Đó, rồi. Đó là cái tiến trình xử lý của em. À, chị muốn chia sẻ, tiến trình xử lý muốn chia sẻ với chị Lưu Phương nhá. Vâng, xin được cảm ơn anh Thành với những chia sẻ rất là sâu sắc dành cho chị Phương. Với những câu hỏi của chị Phương và em Dân cũng xin chia sẻ một chút xíu á, là trước đây thì bản thân em cũng có những cái khổ đế, tức là để mà mình đến cái hành trình này á thì không phải là ngẫu nhiên mà mình lại đến với viện đào tạo đâu, mà mình cũng có những cái bài học cho riêng mình, và đặc biệt là cái bài học để mình có thể thay đổi và quay trở về mình, rèn luyện chính mình, tức là cái người mà dễ dàng thay đổi nhất ấy, thì không phải là chồng mình, con mình hay là một người khác, mà dễ dàng nhất là chính là mình. Trước đây mình cũng rất là mong cầu, mình cũng ra sức gồng hết sức, và trong đó quá trình đó mình còn có một cái suy nghĩ rất là bây giờ thì nghĩ nó rất là kiểu ngây thơ. Mình nghĩ là bây giờ nếu mà chi trả hàng trăm triệu và để có thể thay đổi ông chồng này, tôi cũng sẵn sàng chi trả luôn cho một người cốt nào đó, tức là có một cái suy nghĩ rất là ngây thơ như vậy. Nhưng mà sau đó thì mình nhận ra là cái người cần phải thay đổi ấy, là chính mình. Và trong cái hành trình đi chữa lành và đi tìm lại chính mình ấy, thì em Dân có một cái khái niệm mà muốn chia sẻ với cả nhà mình ấy, là tại sao chúng ta lại tổn thương. Đó, cả nhà biết tại sao chúng ta lại tổn thương không ạ? Bởi vì chúng ta đã mong người khác thương mình nhưng mà lại theo cách của mình muốn. Bản thân mình á, có những cái việc mà mình sáng mình muốn như thế này, chiều mình muốn thế khác. Bản thân mình, cái mong muốn của mình ấy nó còn thay đổi liên tục, và mình còn chưa thực sự là hiểu mình muốn cái gì mà mình lại muốn người khác thương mình theo cách mà mình muốn. Trong khi đó là mình không được cái điều đấy thì mình bắt đầu mình cảm thấy là mình bị tổn thương. Và khi mà chạm đến những chia sẻ của thầy Quân thì em Dân cùng với lại chồng có khoảng 2 năm là cày thầy Quân ở trên YouTube. Khi đó là đang ở Nhật á, nên là cũng không thể nào mà tham gia các lớp học trực tiếp được. Nên là đã cày ở trên YouTube rất là nhiều, và mình chạm đến cái sơ đồ vận hành thân tâm ấy, thì thực chất khi mà chúng ta hiểu sâu về tham sân si ấy, là nó chỉ có xoay quanh tham sân và si thôi. Khi mà chúng ta chưa đủ cái sự hiểu biết, chưa chưa đủ cái trí tuệ của mình ấy, thì bị tham sân si vận hành và mình quay trong cái vòng xoáy đấy mà mình không hề nhận ra. Và với cái tâm tham của mình ấy, với cái mong cầu của mình ấy, anh chị có một cái ví dụ thực tế để chúng ta có thể hình dung rõ hơn là cái điều gì mà chúng ta cần và cái điều gì là cái tâm tham mà chúng ta đang điều khiển. Ví dụ như là
khi mà chúng ta đang đi một đôi giày, nhưng đến một ngày cái đôi giày đó của chúng ta bị rách này, bị hỏng này, thì có phải là đến lúc mà chúng ta cần phải đi mua một đôi giày mới đúng không ạ? Đó, thì đấy cũng chính là cái điều mà chúng ta đang cần. Nó là cần thực sự cho cuộc sống của chúng ta. Còn khi mà chúng ta đi qua một cái cửa hàng bán quần áo mà chúng ta thích hết chiếc váy này, thích hết chiếc áo kia và chúng ta muốn là sẽ mang hết về để trưng ở trong tủ quần áo của mình sẽ mặc vào sự kiện này, sự kiện kia, thì đó chính là lúc mà chúng ta cần phải suy xét lại xem đấy là cái điều mà chúng ta cần hay là thực sự là chúng ta đang đang bị tâm tham dẫn dắt, là chúng ta chỉ muốn nó thôi, chúng ta chỉ muốn có thêm thôi. Đó, thì đấy cũng chính là những cái điều mà em đang thực hành trong cuộc sống hàng ngày của mình để mình có thể nhận ra và mình có thể điều chỉnh kịp thời trước khi mà, giống như anh Thành chia sẻ là trước khi mình cả hết một tháng lương đấy ạ. Các chị em phụ nữ là hay có cái sở thích này lắm ạ. Rồi, bây giờ thì có những chia sẻ của các anh chị là chị Thu Hà chia sẻ là sao hi hi sao giống mình thế, tự thấy xấu hổ. Và các anh chị khác thì sao ạ? Mình có câu hỏi gì hay là mình muốn chia sẻ điều gì thì mình hoàn toàn có thể bật mic lên nhá. Và em tin chắc rằng là ở trong lớp học của chúng ta có 45 anh chị vẫn ngồi trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta cũng có rất là nhiều những cái góc nhìn và những cái câu chuyện thực tế và mình đã rèn luyện như thế nào. Thì rất là mong anh chị nếu như mà có thể thì mình hãy cùng bật mic lên chia sẻ nhé. Hoặc là có câu hỏi thì mình hãy chia sẻ trên khung chat. Còn nếu như không có nữa thì có thể là chúng ta sẽ cùng khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay để các anh chị có thể bắt đầu một ngày mới với công việc của mình, hoặc là chúng ta sẽ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình này, đưa con đi học này. À, có một chị Thảo, học viên của lớp đặc biệt vừa rồi và em Dân vừa mới nhắc đến đấy ạ. Thì chị Thảo cũng là một cô giáo đã đồng hành cùng với lớp học và cũng vừa mới chia tay lớp học xong, thì chị Thảo có chia sẻ là mấy hôm không gặp cũng rất là nhớ em Dân á. Thì bọn em cũng có một thói quen dậy sớm trong hành trình của Đọc Vị, là bọn em cũng dậy từ 4 giờ 45 phút để bắt đầu buổi học, và bản thân em làm ban tổ chức ấy, là buổi nào cũng dậy từ 4 giờ bởi vì mình mong muốn là mang đến cái sự chỉn chu. Bản thân mình là người chia sẻ thì mình phải có sự tỉnh táo này, đó mình mong muốn là mang đến một cái nụ cười tươi đến cho các anh chị để các anh chị có thể là cũng nhận được những cái năng lượng yêu thương từ mình để làm một cái người kết nối. Thì đây là một cái thói quen và cũng đã gặp chị Thảo trong các buổi sáng rất là sớm. Thì bây giờ em xin phép được mời chị Thảo sẽ bật mic chia sẻ nhé. Kính thưa ban tổ chức cùng tất cả các anh chị còn trong Zoom hôm nay, thì bản thân mình sau qua cái hành trình học với thầy ở các buổi 14 buổi vừa rồi, và mình cảm nhận rất nhiều điều hữu ích mà mình đã học được. Thì hôm nay qua những cái group Zalo đó, mình vào được cái nhóm đọc sách này thì mình rất là thích thú. Và mình cũng hỏi chỗ ban tổ chức, với chỗ Bằng Vân, với chỗ anh Thành đó, thì mình có một bé năm nay học lớp 6, thì bạn ấy thì cũng gần đây mình cũng tạo cái đam mê đọc sách. Nhưng mà bạn thường là có cái nhóm đọc qua Zoom, mà hiện nay thì cái Zoom đó đã không còn tiếp tục nữa. Lý do vì cái chị mà ban tổ chức chủ Zoom đó, chị không có điều kiện để chị tiếp tục. Và mình muốn hỏi chỗ bạn á, là mình còn một cái Zoom nào mà dành cho cái lứa tuổi các em, để các em tạo cái em cái niềm đam mê đọc sách hay không, bạn chị mình xin tham gia cho bé mình tham gia. Cảm ơn chị Thảo, một người mẹ yêu thương con và rất là mong muốn con sẽ có một cái cộng đồng để có thể giống như mình cũng có những thói quen để chúng ta đọc sách đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì xin mời Hồng Loan sẽ chia sẻ cùng với chị Thảo nhé. Và hy vọng rằng là chúng ta cũng sẽ là những người cha, người mẹ mà đưa chính văn hóa đọc về với gia đình của mình để làm sao mà tủ sách của gia đình mình sẽ to hơn TV đúng không ạ? Rồi, bây giờ thì thời gian để có thể chia sẻ trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã hết rồi. Và thay mặt cho đội ngũ ban tổ chức, em Dân cũng xin được gửi lời biết ơn tất cả các cô chú, các anh chị đã tham gia vào trong buổi chia sẻ của chúng ta ngày hôm nay. Và hy vọng là chúng ta sẽ trở thành những thành viên tham gia vào hàng tuần mà chị không phải là chỉ nguyên cái buổi hôm nay nữa. Và chúng ta sẽ rèn luyện cho mình một cái thói quen thức dậy sớm để đọc một cuốn sách này, có thể là thiền này, hoặc là uống một tách trà, và có thể có thời gian để kết nối lại với chính mình. Hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi chia sẻ tiếp theo. Và ngày hôm nay cũng rất là biết ơn anh Thành đã chia sẻ đến với buổi Zoom ngày hôm nay. Và chúc anh Thành sẽ có một ngày mới học tập và làm việc thật là hiệu quả. Mình Rồi, bây giờ nhà chào mình tất hãy cả các cùng anh bật chị. mic lên để chào nhau nhé anh chị ơi.